Hello xin chào các bạn mình là Phúc Phan TV đây thì cũng như mọi khi tuần này tiếp tục mình lên cá cho anh em chơi cũng như thành lý một số dòng với nhiều combo hấp dẫn cho anh em thì dòng cá đầu tiên ngày hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là dòng wheel coi sọt si thu đi nha các bạn thì dòng này các bạn có thể nuôi top wheel cũng được và nuôi hậu kính cũng được các bạn top wheel hay side wheel đều được các bạn tại vì nhìn góc nào nó cũng đẹp hết các bạn thì dọc này thì nó có cái ri bông có cái rau bụng ở dưới thì đợt trước mà lên gen thì không có rau bụng đợt này là có rau bụng nha các bạn thì giá là 60 000 một cặp 5 cặp tặng một đó, thì các bạn nuôi top view là bạn nhìn thấy được như thế này nè cái đầu nó đỏ, đỏ, đỏ nói chung là nó cũng giống thằng view coi ấy, nhưng mà cái bộ này nó si thu mà lại có ri bông nữa nói chung là bộ này cũng là mới bên chạy mình lên này đợt này mình lên clip thứ hai cũng còn được vài combo nữa là hết rồi các bạn tiếp theo là dòng full gold gen nha các bạn full gold gen thì dòng này thì nó có nguyên một màu vàng thích hợp cho anh em thả thí thủy sinh số lượng nhiều Uh, combo thì uh, uh, 6 cặp 150, 10 cặp thì 200 000 tặng cho các bạn thêm một uh, cặp, các bạn mua 10 cặp thì nó dễ nó sẽ rẻ hơn bạn tại cái dòng này số lượng nhiều nên mình uh, bán giá hữu nghị cho anh em uh, chơi. Nên, nói chung là cá mình thì nó vàng óng ánh như trong clip nha các bạn. Tại mình uh, nuôi mấy hùng shop màu vàng thì cá này nó rất là vàng các bạn. Nói chung là tiền nào của đó bạn, cá vàng thì nó sẽ đẹp hơn mấy con cá mà các bạn nuôi khác nền nó sẽ hơi bị đen như nhiễm đen nha các bạn tiếp theo là dòng full gold Ribbon bông thì uh, gen với Ribbon bông là cùng một bộ nó sinh ra nhưng mà những con mái Ribbon bông như thế này nó đẻ ra có gen với có ri bông thì những này con này là những con có Ribbon, bông có rau bụng ở dưới tay bơi thì nó lên tầm 80 phần trăm nha các bạn thì uh, giá là 50.000 một cặp 5 cặp tăng 1 thì cái dòng này thì hôm nay được anh em ủng hộ cũng rất là nhiều thì mình cũng còn lại đâu tầm khoảng một ít đó là cũng sắp hết cái lô này các bạn ở nói chung là full gold gen với ri bông á thì nó cũng một màu vàng như nhau nhưng nó khác nhau là nó có cái đau bụng với cái tê bê thôi thường anh em lấy về giống làm giống đổi máu rồi lấy cái bộ uh, ri bông này tiếp theo là dòng có uh, sọt si thu với bạn thì bộ này thì uh, nó có thân hình ngắn ngắn ú ú tròn tròn đây là những con trống con sọt nó có gặp mắt các bạn mấy con uh, mấy con con sọt mà các bạn nhìn cái cặp mắt nó đen đen nó nhìn nuôi nó rất là đẹp các bạn nhưng như uh, là uh, dòng này cũng là dòng mới bên trại của mình thì uh, sọt si thu là giá 50.000 một cặp, 5 cặp thì mình tặng thêm một cặp nhưng mà cái này mình dư máy nhiều mình tặng cho các bạn thêm hai con máy. Đó, nói chung là máy nhiều thì kêu gì về cho các bạn nghe sinh sản rồi. Đây những con máy con sọt si thu. Đó, si thu là nhìn là nhìn được xuyên thấu nha các bạn. Thì dòng này nói chung là cũng mới, nuôi thì rất là đẹp. Cái thế này với anh em nuôi hồ kính cũng được mà nuôi thùng xốp cũng được nha. Nuôi thùng xốp nhìn mấy con mắt đó, nó lội rất là rất là đã các bạn. Tiếp theo là dòng uh, Cold Air Full 2 tb thì dòng này là cũng bây giờ là phổ thông các bạn thì do hiện tại giờ tỷ lệ cá nó lên tay bơi rất là nhiều nên cá nó cũng dễ à hồi xưa thì cá lên tay bơi nó rất là hiếm mà bây giờ anh em thần được một cá này nên tỷ lệ nuôi lên tay bơi rất là nhiều thì giá là 50 ngàn một cặp các bạn mua 5 cặp tặng 1 thì từng này mình lên thêm một cái combo 10 cặp nữa thì anh em mua 10 cặp mình tặng 3 thì mình áp dụng trong clip này thôi các bạn tại vì cá coi đít ear đợt này cũng mình cũng sắp hết rồi thì anh em uh, lấy về đổi máu hoặc anh em uh, chưa có dòng code e thì cứ liên hệ cho mình dưới uh, phần zalo uh, uh, mình có để uh, số điện thoại đó. các bạn cứ nhắn tin báo số lượng cho mình thì mình ship cho các bạn các bạn mình ship được code được khu vực miền nam khu vực miền bắc thì anh em cọc trước cho mình năm chục hai trăm ngàn thì mình uh, sẽ ship tận tay tận nhà cho anh em luôn mình ship được toàn quốc rồi uh, thứ hai là coi rít e full hai tb cộng thêm full lưng các bạn thì nguyên một người con máy nó màu đỏ nha các bạn đây là những con máy không đó thì thường thường là kèm cái này thì kèm chống với coi e full hai tb thì giá là một trăm ngàn một cặp năm cặp thì tầng một nó nói chung là cái này nó nâng cấp hơn thằng coi với -E -E full hai tb hồi nãy hồi nãy là nó có một có đốm trắng ở chính giữa này là nó full luôn cái lưng luôn các bạn full lưng đỏ tiếp theo là bộ Hp retro bên mình bộ này thì đuôi tròn h moon nha các bạn thì cá mình cũng là xe tơ đó Được. thì hôm nay anh em ủng hộ mình cũng rất là nhiều nhưng mà do mình làm số lượng cũng rất là nhiều các bạn mình làm đợt này mình lên nói chung hôm nay mình cũng bán cũng hơn hai ba trăm cặp rồi nhưng mà à, chưa hết là mình cho đẻ nhiều quá hồi bữa mình để 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 đẻ tới gần à, gần cả trăm cặp luôn nên số lượng các con cũng rất là nhiều nên mình bán dễ cho anh em luôn thì giá là 50 000 ngàn một cặp là năm ngoái các bạn còn bây giờ là mình bán 30 000 ngàn một cặp năm cặp tặng cho các bạn một cặp luôn bộ này anh em nuôi càng về, về sau là cá cái đuôi nó sẽ càng bự các bạn bê lưng là hoa hồng nó sẽ rủ xuống gọi hp đô hp Moon tiếp theo là bộ bò lutubat lutubat thì anh em nuôi nền đen bỏ trong bịch thì ra cái đuôi nó màu trắng các bạn anh em thích hợp cho anh em nuôi top wheel nuôi sa quyêu được mà anh em bỏ vô nền đen bọn này bỏ vô nền đen thì cái đuôi nó lên xanh xanh nước biển rất là đẹp thì giá cũng ba chục ngàn một cặp năm cặp tầng một đợt này mình lên chứ tầm ba chục cặp thôi đó à, nói chung hả, hôm nay cũng mấy tháng thì mình mới lên lại cái bộ lutubat này nói chung là giờ mình làm mỗi dòng một ít 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 bạn chứ mình không có làm tập trung làm những số lượng nhiều như mỗi thứ đâu mà mình bán hết dòng này mình lên làm dòng kia mình nói chung mình giờ cũng đang nâng cấp cái bộ cá mình lên mình làm nhiều dòng nên cho có thể là anh em mua một lần thấy mua nhiều nhiều dòng bên mình luôn tiếp theo là coi bộ đi bông đó, này thì cũng lên được khoảng chừng 3 combo thì giá 50.000 một cặp anh em mua 5 cặp tặng cho các bạn một cặp luôn Nên dành cho anh em ba anh em nào nhanh nhất các bạn thì mình lên combo thì 5 cặp chắc mình lên được này, tầm 16 17 18 cặp vậy đó Nên anh em bán 3 combo hết tiếp theo là meta lutai sater luôn các bạn sai đợt này cũng mấy clip rồi mới có lại ở dòng này thì anh em nuôi hậu kính mới đẹp nha còn nuôi mà nuôi top view thì nó không đẹp bằng đâu thì dòng này thì giá là 35.000 một cặp 5 cặp tặng 1 meta lutai nuôi cái lưu nó màu xanh còn anh em về bỏ vô hộp kính thì thấy được hoa văn còn anh em nuôi thùng xốp thì không có thấy được cái được thấy được màu xanh xanh nó lỗi thôi không thấy được hoa văn ở bụng đó nên mỗi dòng thì nó có đặc điểm riêng đó thích hợp cho anh em nào uh, có thể nuôi hộp kính nuôi uh, thùng xốp thì anh em lựa chọn cái dòng đó tiếp theo là bộ meta lugat là gọi là meta lugat các bạn thì thường mình hay quen miệng là gọi là meta thật ra mình ta đọc là meta Ờ, khi anh em vô bắt lỗi không chừng đó thôi mình đọc thích là đọc meta đi tại mình quen rồi thì meta lugas giá 35.000 mươi cặp năm cặp đồng một thì nó với thằng meta lutai thì nó cũng giống giống nhau thôi nhưng mà nó khác cái màu cái màu xanh khác màu này màu xanh khác các bạn tất cả là dùng meta là nó có hoa quăng ở bụng nói chung là nuôi ở hồ kính thì nó có đèn vô thì nó giỏi giỏi rất là đẹp ờ, mấy cái dòng này thì anh em nuôi uh, cũng phổ thông nhưng cũng rất là dễ tiếp theo là dòng full red các bạn full red giá là ba chục ngàn một cặp năm cặp tận một dòng full red thì, full red thì anh em nuôi top quy nuôi hộp kính cái dòng này thì nói chung là nó không có ngán nền mấy con màu đỏ anh em nuôi nền nào nó cũng đẹp các đó rất là đẹp luôn thì con có con máy là cái con vàng vàng con trống là con ngủ nó quy một người màu đỏ nói chung là bộ cá này nó cũng sai là tơ anh em về cho anh em dễ thần nước giá thì cũng hữu nghị thôi full red nuôi thích hợp cho anh em dạng nuôi thủy sinh nói chung là bỏ mấy cái bỏ mà mấy con này vô thì cái hồ nó rất là nổi luôn mà các bạn nhìn là thấy là nó nổi liền rồi tiếp theo là bộ đâm bô tay to thì tuần uh, này uh, mình cũng uh, thanh lý luôn bạn thì cũng sắp hết rồi còn được nó tầm khoảng hồ hay hồ nó hết hôm nay mình bán năm sáu hồ rồi thì mình giá mình bán lẻ 50 000 ngàn một cặp hôm nay nhưng mình mình uh, thanh lý uh, còn mấy hồ mình thanh lý luôn rồi giá năm cặp 200 trăm ngàn đó tặng cho các bạn thêm một cặp nữa chạy như có ba mấy ngàn cặp à thì hôm nay anh em uh, ủng hộ mình bán cái combo này mình giảm giá để mình lên dòng cá khác các bạn nên được anh em ủng hộ rất là nhiều cũng cảm ơn anh em rất là nhiều luôn rồi tiếp theo là bộ rồng đỏ bên mình rồng đỏ thì bộ rồng đỏ hắc luôn bạn sai cũng sai tơ nói chung là hôm nay cũng clip giờ cũng không có các bạn nói chung rồng đỏ cũng của anh em ủng hộ rất là nhiều nên cũng hụt 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 cá để chung là sai tơ dòng đỏ thì thích hợp cho anh em nuôi mấy cái nền đen nhưng mà anh em nuôi hồ kiến cũng được nhưng mà anh em nuôi thùng xốp cũng được nha bộ rồng đỏ này nói chung là à, nuôi được nó cũng có cổ điển rồi mình anh em nuôi cái nào cũng được với lại mấy bộ rồng này nó có khỏe hơn mấy cái bộ khác mà rồng á, thì nó cũng có lâu rồi tiếp theo là bộ Air coi đứt e tay bơm với bạn thì cái này cái tay bơi nó sẽ dài hơn mấy con coi Air e bình thường các bạn để ý mấy con coi Air e full hai tay bơi thì nó tay nó sẽ ngắn hơn cái này nó tay nó sẽ dài hơn mà này nó sẽ tơ với các bạn các bạn nuôi về thì thời gian là tay nó sẽ dài tứ bụng gọi là tay bơm bơm thì giá là 300 trăm ngàn cặp các bạn bắt hai cặp thì mình tính cho các bạn 500 thì nói chung là cái này vì uh, cá này thì nói chung lâu lâu mình lên được cũng gặp hai cặp bạn chứ không có số lượng nhiều như như mấy thằng coi rất e full hai tơ bơi coi rất e full hai full hai tơ giờ đại trà nên giá nó cũng dễ cái bộ này thì lâu lâu nó ra được uh, uh, vài cặp uh, mình lựa lên vài cặp bán cho em nói chung là mình cũng còn ở trong hồ nhiều lắm nhưng mà mình làm làm biến lựa nên mình lâu lâu mình lựa lên cặp hai cặp quay clip cho anh em chơi thôi đây là cái dòng HB Retro mình nuôi thùng sếp nè các bạn đó sáng thì uh, mình cho ăn uh, cử sáng mình cho ăn Atomir. Đây là con Atomia thì ngoài bán cá ra thì mình có bán cám thái với trứng Atomia này là trứng vỏ trứng mình về mình ấp 30 tiếng ra nó nở ra con như thế này xong mình thu hoạch cho cá ăn nha các bạn. Đây là mình sáng mình sáng thì mình nay mình cho ăn trứng Atomia thì cá này là cho tầm khoảng 2 tháng hơn các bạn. Đó, mình nuôi ngoài thùng xốp. Không, h 2 các bạn nuôi thùng xốp vẫn đẹp bình thường nha các bạn. Rồi còn đây là hai cái hồ thủy sinh của mình các bạn nuôi top view nuôi thùng xốp nè đó, nuôi kẹn các bạn cứ nuôi như vậy thì cá nó cũng khỏe đó các bạn đó, dòng này thì là dòng uh, dumbo bô dumbo bạn nuôi uh, thùng xốp như thế này đó, về buồn buồn ngắm cá chơi bậy nữa Nói chung là chủ yếu bên mình là chạy mình nuôi thùng xốp là nhiều nhất các bạn rất là nhiều thùng xốp cá thì uh, đủ chúng loại hết giá thì phổ uh, thông cho anh em uh, chơi không oh. số lượng mình gây đàn rất là nhiều nên giá cũng hữu nghị hơn uh, uh, mọi chỗ khác anh em đừng yên tâm đó mình làm số lượng rất là cực cực khủng các bạn nè, trên đây là câu các bạn thấy không đó. coi thì rất là nhiều các bạn đây nữa nè quyển giải này là coi không các bạn đó, các bạn thấy không coi không rồi đây là coi không cảm ơn anh em đã xem video tới giờ phút này thì anh em thấy hay thì cho mình một like và đăng ký ủng hộ kênh youtube của mình để mình có động lực sản xuất nhiều video mới rồi tạm biệt anh em hẹn gặp anh em trong clip sau